chưa không hả? Chưa gì hả? Tiền hôn hậu chưa? Chưa gì hả? Phật, vô Phật. Ôi mà tính chung cho con chưa? Trời chung rồi con. Trời ơi, hết chuyện rồi, ông đưa cho thằng Thúi. Để coi. Trời, nãy giờ lỗ có 54-58 ngàn chứ nhiêu. Vẫn còn 400 ngàn mà. Vậy con lấy cái chai khác con để đây. Không, em đổ vô cái ly lớn á. Ờ, gót cái ly lớn nó không, nó sẽ dễ gót hơn. Ly lớn là full nè. Gót vô cao. Nói kính rồi, em gái nữa. Nãy giờ xui quá, nãy bụng một không à. Dạ, nghe đi, thôi, nó này hỏi dở thôi, hai đá kia thôi. Đó là để em nặng. Ừ. Đó, cái tay nó là hay dùng lắm á. Cũng được, cái này chưa biết mà, đang gì mà. Móp. Ý. Con hai nha. Thấy hai con rồi. Chưa có. Một. Vậy không phải là không. Đây, cái bồ. Hai cây chín. Ê, sao nó nổng le vậy em ơi? Nổng le à? Nổng le là có điều rồi đó. Rồi, xong luôn. Trời. Em nó đại mà. Nó đại mà đại. Anh nói hay chụp gì vậy? Đấy rồi, sao chạy? Chạy vô. Chạy vô. Nó nói hay luôn, thiệt tâm rồi. Trời. Thấy sao không? Ủa, chưa chưa mình chơi chú bồ. Hai thằng may để gì trên chưa nào má nãy giờ con chín không bữa nào cũng thua chứ bữa nào cũng thua chứ này lá đi thôi nha không nha mà cào lại ta con thấy bài con không dám mở ra đâu à hú lại lấy nhỏ này chung chung rồi ba là ăn rồi 20 phải không? Chung nè lấy 20 đây chung này 4 à lấy 20 đây chung này 4 mà vẫn ăn phải không? Vẫn ăn.